nay là ngày mùng 7 tháng 5. Và mùng 7 tháng 5 là một cái mốc mà ngay từ khi còn rất bé chúng ta cũng đã được học rồi. Chiều mùng 7 tháng 5, một chiều hè lịch sử. Nó vì sao lại là lịch sử? Và nói về lịch sử thì có rất là nhiều câu chuyện để nói, để bàn. Hôm nay thì chị em chúng tôi nghĩ rằng là ngồi hàn huyên thôi. Nhưng mà hàn huyên thì nó cũng có trọng tâm, đúng không em nhỉ? Dạ, đúng rồi ạ. Và chị rất là muốn trao đổi với em về lịch sử, với một cái tâm nguyện của người đi trước, một cái thế hệ mà có lẽ cần phải nhìn thấy cái sự bàn giao thế hệ nó đi tới đâu rồi. Dạ vâng, thưa chị Yến, thưa quý khán giả của Nguyên Vinh Việt Nam. Tôi là một cái thế hệ sinh ra sau chiến tranh. Những chiến thắng của ông cha ta như là chiến thắng Điện Biên Phủ hay là mùa xuân năm 1975 thì nó đã đi vào lịch sử. Là những thế hệ trẻ sinh ra sau thì chỉ được nghe ông bà, các bác, những nhân chứng lịch sử kể lại qua những thước phim truyền hình hay là gặp mặt trực tiếp. Và bây giờ tôi đang là một cái người làm cái vai trò truyền thông thì cũng có cái cơ hội để gặp nhiều người như vậy. Nói về ngày 7 tháng 5 năm 1954 thì trước hết là cá nhân tôi xin được tri ân tới những anh hùng liệt sĩ, tới những gia đình thương binh liệt sĩ, tới những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh ra những người con, hiến những cái phần xương thịt của mình cho cái giải đất hình chữ S này để hôm nay thế hệ trẻ cũng như là con cháu chúng tôi sẽ được hưởng một cái nền tự do độc lập giống như những đoàn quân của tướng Giáp cách đây 66 năm ra đi vì nước, vì dân và thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Đấy là cái ngọn cờ độc lập dân tộc mà chính ông cha ta, những người đi trước đã làm được. Đến ngày hôm nay chúng tôi xin vô cùng biết ơn những cái điều đó. Thưa chị Yến. Vâng, rất là cảm ơn em. Em làm cho chị nhớ đến một cái câu trong một bài hát. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi ấy. Dạ. Ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thả chết chớ lui. Dạ. Và cái tinh thần của những cái ngày mà bảo tồn sông núi và thả chết chớ lui, nó khiến cho người ta cảm thấy trong lòng một cái sự háo hức, một cái dạo dực, một cái niềm tự hào. Và một lần nữa thì dân tộc ta lại được nhắc lại cái truyền thống đánh giặc đó, chính là trong cái đại dịch Covid vừa rồi. Đúng rồi. Và Tiến có thấy như vậy không? Chính xác là như vậy, thưa quý vị. Những chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động năm châu thì đến ngày hôm nay việc Việt Nam của chúng ta chặn đứng được Covid-19 ấy, thì cũng đang chấn động năm châu chứ không phải không. Và tôi là những người được sống trong giai đoạn thời khắc lịch sử hiện tại. Nó còn quý giá hơn những cái thời khắc mà tôi nghe kể. Thật sự là khi mà Điện Biên Phủ năm 1954 hay là 1975 chúng tôi chưa ra đời. Làm sao mà chúng tôi được như ngày hôm nay cảm nhận từng giây từng phút, từng giây từng phút trong hồi hộp chờ tin từng ngày xem có ca nào nhiễm mới không, có ca nào khỏi không và có ca nào bị tử vong không. Thật sự là ngưỡng mộ, tôi ngưỡng mộ những con người Việt Nam biết liệu cơm gắp mắm. Chúng ta phải thừa nhận nền y tế cũng như là các y bác sĩ của chúng ta còn hạn chế so với các nước trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ hùng mạnh hay là các nước phương Tây. Chúng ta phải thừa nhận điều đó, nhưng chúng ta đã làm những cái việc mà chính những nước đó họ không làm được. Hiện nay họ đang không làm được. Và tôi là một người Việt Nam thì hoàn toàn tự hào về điều đó. Và mình qua cái đợt đợt Covid này, đến thời điểm này cũng vậy. Nói thật là thưa với chị Yến rằng em mừng mừng rơm nước mắt. Nói thật, cứ nghĩ đến cái Covid những cái giai đoạn này thì tôi cũng đã 41 tuổi đầu rồi. Thật sự là mừng rơi nước mắt khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đồng lòng như vậy. Mới thấy được trong chiến tranh người ta, trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như là 66 năm về trước, những đoàn quân của tướng Giáp họ 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 quyết tâm như thế nào. Cái tinh thần đấy có lẽ là nó hun đúc từ từ những cái thời mà bà Trưng bà Triệu cơ, từ những thời Lý Thường Kiệt, những thời như Quang Trung Nguyễn Huệ cơ. Tất cả đấy là tinh thần Việt Nam và đó là cái sức mạnh của dân tộc. Theo em nghĩ nó là sức mạnh của dân tộc chứ không 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 phải đơn giản đâu chị. Nó là một cái sự kế thừa trong cái hệ tư duy mà mình có thể là thậm chí là mình cũng không biết nữa, Đúng.
Nhưng mà rồi nó trong tiềm thức, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Chị thì thấy là một cách rất là tự hào mình đã trở thành người trong cuộc của đúng cái rồi. Cuộc chiến này. Đúng rồi. Và như theo suy nghĩ của chị đấy thì đây nó là một cái cuộc thế chiến mà cả loài người đánh nhau với một cái đội quân vô hình. Đúng rồi. Mình phải chống lại nó. Đúng rồi. Ở trong cái cuộc chiến này thì rõ ràng là ở nơi nào mà cái sự đồng lòng nhất trí cao thì nơi đó có thắng lợi. Và một lần nữa thì người Việt Nam lại thể hiện được cái sức mạnh của đoàn kết dân tộc. Vâng ạ. Nhân cái ngày mùng 7 tháng 5 cũng là một cái ngày mà từ năm 1884 khi mà triều đình nhà Nguyễn, cha ông ta đấy, ký một cái hiệp ước đầu hàng Pháp và chấp nhận làm nước con. Đúng rồi. Vì gọi người ta là mẫu quốc mà. Mẫu quốc, đúng rồi. Chấp nhận là nước con của người ta. Vâng. Thì mình cũng đồng thời là mất quyền cai quản đất nước. Đúng. Mất quyền được hưởng lợi nhuận từ những tài nguyên thiên nhiên mà trời đã ban cho đất nước, cũng như là mất quyền con người trên chính cái đất nước của mình. Cho đến năm 1954, ngày mùng 7 tháng 5, lần đầu tiên trên thế giới giật mình biết rằng có một cái nước Việt Nam như vậy. Vâng. Và từ cái ngày đấy mà cho đến bây giờ thì lại một lần nữa thế giới cũng giật mình. Không phải nước Việt Nam chỉ giỏi đánh giặc. Đúng. Nhỉ? Vâng. Nhưng mà mình cũng khôn, bởi vì mình biết khai thác cái sở trường của mình. Vâng. Là cái sở trường đánh giặc, cho nên mình gọi luôn cái thằng Covid là thằng giặc. Chính vì thế mà dân mình thắng. Nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Xa Hà Nội thì chị có một cái góc là một nhân chứng ở một cái nơi khác. Còn em thì ở lại Hà Nội. Làm như chị nhớ lại cái năm 1946, chị em mình thì đã từng có lần ngồi ở dưới cái tượng đài bất tử ấy nhỉ? Đúng rồi ạ. À, tượng đài quyết tử. Quyết tử, vì ở quốc kết sinh. Đấy, thì làm như chị lại nhớ lại những cái năm 1946 ấy, là nhân dân thì một phần thì đi theo cụ Hồ lên chiến khu đi kháng chiến. Vâng. Một phần thì ở lại. Đúng. Còn các vệ quốc quân ấy. Vâng. Thì ở lại đánh giặc. Đúng. Để bảo vệ cho chính phủ đi an toàn, rút ra an toàn, rồi sau đó họ cũng rút ra sau. Đúng. Và Hà Nội lúc này thì là gọi là vùng tạm chiếm. Đúng. Thế là chị lại nhớ lại cái thời đấy, thì trong cái giai đoạn mà Hà Nội gọi là ổ dịch đấy, nghe thì nó ghê thôi chứ còn đúng. Bây giờ nghĩ lại thì thấy là mình đã làm rất là tốt. Đúng. Nghe ổ dịch nhưng mà cũng có lúc chị đi đấy thì có 16 người bị. Mà đến em Nhung em về người thứ 17 là coi như là bị lên án. Dạ. Như là Việt Gian ấy nhỉ. Yeah, khổ. Dạ. Thân. Vâng. Nhưng mà dù sao thì trong cuộc chiến này thì cứ phải đồng lòng, người nào mà không tuân theo thì đúng là Việt Gian thật. Vâng. Vâng. Nhân chuyện Việt Gian thì chị biết là em thì thứ nhất là cũng có cái quan hệ rất là tốt với kiều bào ta ở nước ngoài. Dạ. Thứ hai là em cũng có những cái thông tin giao qua lại ở. Vâng. Trên mạng chịu khó có những cái thông tin cập nhật. Vâng. Chị cũng muốn nghe em nói về tình hình của bà con đối với đất nước trong cái giai đoạn mà mình chống dịch, thì liệu bà con là có ủng hộ hay không, có tự hào hay không. Vâng. Và nhất là cũng có những bà con mà vẫn còn trong lòng vẫn còn chưa hướng về đất nước bằng cái tình cảm tốt đẹp ấy. Dạ. Thì thái độ của bà con như thế nào, em có thể chia sẻ với kênh của chị không? Dạ vâng, thưa chị Yến và thưa khán giả của Nguyên Việt Nam, trong cái thời gian vừa qua thì tôi cũng kết nối nhiều những kiều bào của chúng ta ở nước ngoài. Trước hết thì nói một chút về người Hà Nội ở trong nước. Khi mà chưa giãn cách xã hội thì quán cà phê các thứ vẫn mở, thì cũng nhiều người ở Hà Nội, một số người cũng không tin rằng là Việt Nam sao lại có 16 ca. Sao lại có 16 ca mà sao nhiều khách du lịch như vậy, mà chắc là do giấu đấy, đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà sau đó thì chúng ta đã thấy rồi, sau ca 17 và những cái ca tiếp theo thì dần dần mọi người mới tỉnh ngộ ra rằng là nếu mà chúng ta giấu thì chúng ta sẽ càng nguy hiểm, nó càng nguy hiểm luôn. Bởi vì là người chết ở Việt Nam thì các bạn biết rồi, cây đa giếng nước sân đình nó từ xưa rồi, một chút thôi đã trở thành những cái loan tin rất là nhanh. Mà những cái tin mà liên quan đến Covid thì lại càng nhanh, những tử vong hay không tử vong thì đây thì vô cùng nhanh. Thì
họ đã tất cả những người mà trước kia còn nghi ngờ một chút ý, thì họ đã thấy rằng là cái vai trò lãnh đạo của chính phủ cũng như là những người dân là thực hiện cực kỳ nghiêm túc, ở người Hà Nội vô cùng nghiêm túc. Chỉ có một số thanh niên nhỏ thì khi mà cuồng chân những ngày đầu thì họ đi đua xe ở Hà Nội 2-3 người thì công an Hà Nội họ cũng đã giáo dục. Thế chị, còn những người ở nước ngoài thì đa số thì với những người được phỏng vấn của Thăng Long TV ấy chị, thì đa số là họ tin tưởng Việt Nam, tin tưởng chính phủ Việt Nam, đặc biệt là anh là chú Peter Phượng, chú Peter Nguyễn á, thì chú có nói rằng chú tại thời điểm đó là chú ở trong nước, khi mà chú ở trong nước thì họ đã chuẩn bị hết rồi, những cái phương án rồi những cái tuyên truyền cho người dân rồi, từ Phú Quốc hay là Thành phố Hồ Chí Minh, rồi anh Phong Nguyễn là ở Florida, Hoa Kỳ, và anh về ăn Tết trước ngày 23 và đến đầu tháng 3 anh mới sang Mỹ, tức là gần 16 tháng 3 là Mỹ có ca, thì gần qua đầu tháng 3 một tí thì anh sang Mỹ, thì anh cũng là người chứng kiến toàn bộ Việt Nam. Thì tất cả những cái điều đó khiến cho những cái nhận định của kiều bào ta thật sự nhìn về đất nước thì rất là chân thật, chính xác. Nhưng trên truyền thông hải ngoại, đặc biệt là truyền thông tiếng Việt hải ngoại ấy, thì có nhiều cái điều mà mình cần phải nói. Không biết là khi thế nào mà từ như thế nào mà họ gần như họ không tin gì ở trong nước là chữa được dịch, mà vì chúng ta gần Trung Quốc như vậy, chúng ta phải là ổ dịch, chứ chúng ta không thể nào mà chỉ có mấy chục ca như vậy, mà đến thời điểm này thì dưới 300 ca họ cũng không tin. Nhưng mà những cái điều đó nó cũng không mang lại cái điều gì nhiều, khi mà tổ chức WHO cũng như là các hãng tin Reuters như chị biết đấy, họ đã cho phóng viên của họ vào Việt Nam đi hỏi thăm 13 cái nhà xác, cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội, và họ đã được câu trả lời rất là xác đáng. Em nghĩ rằng không có gì bằng là khách quan, người nước ngoài họ vào, với cả mình quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì những nhân viên đại sứ rồi những tình báo của họ ở Việt Nam đây, cho nên là cái điều đó nó cũng phản tác dụng. Chỉ có một số người ở các vùng nông thôn hay là những cái vùng xa họ ít tin tức thì có thể họ tin rằng là Việt Nam chết nhiều, nhưng mà điều đó nó đối với em nó không quan trọng. Quan trọng nhất là sự thật, mà sự thật thì nó chỉ có một thôi, thưa chị Yến. Sự thật chỉ có một. Rất là cảm ơn em. Nói tới nói lui thì thực ra chị vẫn cứ hướng về một cái, đó chính là cái sức mạnh của dân tộc khi mà được đoàn kết thành một khối. Đã từ lâu lắm rồi thì mình lại mới thấy được một cái tình yêu lãnh tụ trong nhân dân được khơi dậy. Ví dụ như là em có thể thấy là quý vị và các bạn cũng thấy có những cái bài hát hay là những cái bài thơ được chia sẻ rất là nhiều, trong đó thì dành cái tình cảm cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay là cho người tư lệnh ngành, mặc dù ông không phải là Bộ trưởng Bộ Y tế. Dạ. Vâng. Nói vậy là biết là ai, đúng không? Dạ, vâng. Vâng. Thì thực sự là khi mà đọc những cái bài thơ hay là nghe những cái bài hát ca ngợi về họ, trong lòng chị cũng cảm thấy rất là xúc động. Và chị nhớ lại là ngày xưa cái trong cái thời chiến tranh ấy, thì mình cũng từng như thế, mình cũng từng có cái tình cảm của quần chúng hướng đến lãnh đạo với một cái sự, ngoài cái niềm tin yêu ra nó còn có một cái gì đó giống như là bây giờ các cháu nó gọi là fan ấy, tức là idol ấy. Đúng. Nhưng mà mình cứ nói tiếng mình đi, nó như một cái sự, nó như là tín ngưỡng. Vâng. Tức là người ta tin tưởng mà người ta kính yêu. Thì nếu như chị nghĩ rằng là nếu như trong những cái cuộc sống trong bình thường này, trong phát triển và xây dựng đất nước, đúng không? Thì nếu như chúng ta có được một cái sự tin tưởng như vậy, và nếu như lãnh đạo cũng có được một cái sự xứng đáng tin tưởng như vậy, thì không có lý gì mà cái cuộc kiến thiết đất nước của chúng ta không thành công, đúng không em nhỉ? Chắc chắn là như vậy. Sau cái đại dịch này thì nói thật là một người trên 40 tuổi rồi thì mới thấy một điều rằng là mình mừng cho đất nước mình mừng cho dân tộc mình mừng cho bà con của mình mừng về nhiều điều lắm, cho dù là cái cuộc chiến này nó rất là khốc liệt,
Em nói thật là nó rất là khốc liệt, rất đau thương, rất nhiều người phải xa gia đình. Nhưng nó là một cái bài toán vô cùng lớn cho dân tộc này. Đây là một lực đẩy, mà một lực đẩy có lẽ là không có một cái liều thuốc nào có thể tăng bằng cái lực đẩy này. Đặc biệt là với vai trò tin yêu của nhân dân với đảng, với nhà nước, với những con người Việt Nam. Những bài thơ, những bài hát đều xuất phát từ tấm lòng của họ. Và rất nhiều người gọi điện cho tôi khóc. Thật sự là như vậy, có những chị là giáo sư, là tiến sĩ, là giảng viên của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã gọi điện cho tôi và phải khóc rưng rưng nước mắt. Mừng vô cùng khi mà nhân dân tin yêu và tuyệt đối vào những cái việc mà lãnh đạo của chúng ta. Lãnh đạo của chúng ta không phải, thưa quý vị, nhiều khi thì trước kia có nhiều cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ, rồi nhiều người nghi ngờ. Nhưng mà qua có những cái sự đối trọng, mình mới thấy được rằng là cái vai trò, cái thể chế luôn ấy, tôi nói thẳng luôn là thể chế, cái xã hội chủ nghĩa, cái hướng đến xã hội chủ nghĩa nó rất là quan trọng, chị ạ. Chứ chúng ta mà chỉ có tư nhân hóa hay tư bản không ấy, coi con người như cỏ rác ấy, thì thật sự là nguy hiểm. Xin lỗi chị Yến, là tôi sẽ ngắt lời chị một tí chỗ này. Em sẽ phân tích một chút chỗ này để cho mọi người hiểu này. Tổng thống Donald Trump đứng trước Nhà Trắng nói: quý vị chê nước Mỹ thì quý vị cứ việc đi, chúng tôi không đuổi. Quý vị đến nước Mỹ chúng tôi không mời quý vị đến, mà quý vị tự đến, thậm chí còn năn nỉ đến. Quý vị tự đến chúng tôi vẫn chào đón, quý vị tự đi chúng tôi vẫn để cho quý vị đi. Nhưng nếu đi rồi quý vị quay lại, chúng tôi vẫn chào đón, nhưng quý vị phải đóng thuế như bao người khác, làm việc và đóng thuế. Ok, thì nói đến đây chỉ một phần thôi. Nhưng câu chuyện ở đây là vì gì? Nước Mỹ không có dân tộc như chúng ta. Bởi vì bản thân của quý vị, tổ quốc của quý vị không phải là nước Mỹ. Tổ quốc của quý vị không phải là nước Mỹ. Đồng bào của quý vị cũng không phải là những người dân Mỹ, không phải là những người Mexico, cũng chẳng phải là những người da đen hay là những người Đức hay là người khác. Nước Mỹ là một hợp chủng quốc, họ không có dân tộc. Họ không có, họ nhập khẩu người đến mà. Cho nên cái việc nước Mỹ chết nhiều hay chết ít nó không quan trọng. Quan trọng nhất là nền kinh tế của họ phải đứng đầu thế giới. Sức mạnh của họ là kinh tế và họ phải giữ bằng được. Bây giờ nước Mỹ có chết đến 2 triệu, 3 triệu người không giải quyết gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì họ hơn 300 triệu người không? Họ có thể hoàn toàn nhập khẩu người và đến, họ không có ngại gì cả. Cho nên quý vị không bao giờ có tổ quốc. Nước Mỹ không bao giờ phải là tổ quốc của quý vị. Cho nên người đứng đầu như ông Trump ông nói, ông đã làm rất nhiều biện pháp tốt rồi, nhưng mà nó vẫn phải tôn trọng cái việc tự do của quý vị, đúng không ạ? Còn tổ quốc của quý vị là ở cái chỗ khác chứ không phải ở đây. Cho nên là việc chết của nước Mỹ, đây tôi nói một chút ở chỗ này chị Yến này. Mọi người thì hỏi coi nước Mỹ là thiên đường, là giấc mơ Mỹ, đúng. Nhưng mà đối với người Việt Nam đã từng sinh ra và sống ở Việt Nam thì luôn luôn người ta hướng về tổ quốc, luôn luôn hướng về đất mẹ, đặc biệt là những người Việt ra đi vượt biên, hay là những người mà vì biến cố năm 1975 họ đi. Cộng đồng người Việt, rồi thậm chí là cộng đồng người Hoa cũng vậy, họ luôn hướng về tổ quốc của họ. Bởi vì mọi người dân sắc dân ấy họ không coi Mỹ là tổ quốc, vì bản thân nước Mỹ nó đâu có tổ quốc đâu. Cho nên chỉ có Việt Nam mới có tổ quốc, chỉ có Việt Nam mới có đồng bào, và chúng ta sẵn sàng đùm bọc nhau. Nói đơn giản, tôi và chị Yến mà gặp nhau ở Pháp, chắc chắn là chúng ta sẽ cùng nhau tay bắt mặt mừng. Thấy chị Yến ngã thì tôi sẵn sàng băng bó, hay là xin lỗi chị là nói hơi gở một chút, thì tôi sẵn sàng giúp đỡ chị Yến, nói ví dụ như vậy. Vì chúng ta cùng dòng máu, cùng tiếng nói, cho dù không thân thiết. Đấy là cái tình đồng bào, cái nghĩa đồng bào. Mà cái điều này á, nó nằm ở chiến thắng Điện Biên Phủ của chúng ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ nó không chỉ có những người bộ đội mặc áo lính, mà nó có cả những áo nâu sòng của những người Kinh, có cả những người dân quân, có cả những dân quân hỏa tuyến đấy chị, có những chiếc xe thồ từ Thanh Hóa trở lên, có cả những áo chàm của đồng bào dân tộc phía Bắc. Đấy, cái tình đồng bào nó chỗ đấy, và nó kiến tạo ra một cái chiến thắng mà cả thế giới phải ngưỡng mộ. Thì đến ngày hôm nay cái việc mà chiến thắng của Covid cũng vậy, đó là sự đoàn kết đồng lòng nhất trí từ trên xuống dưới. Và cái hay là cái quyền lực của hệ thống chính trị họ phát huy tuyệt đối. Ví dụ bác Thụ ở Hải Phòng, con lên kênh Thăng Long TV nói cán bộ
địa phương họ đến tận nhà, họ nói các bác cứ ở nhà, nếu các bác sốt chỉ gọi điện theo số này, bệnh viện Việt Tiệp sẽ đến đón các bác, chữa bằng khói, các bác không sợ chết. Nếu có bị cách ly, Hải Phòng sẽ lo tất cả lương thực cho các bác, các cô chú. Chỉ cần nói một người chủ gia đình thôi và người ta hoàn toàn tin tưởng. Và thế, quý vị thấy trên thực tế thì Hải Phòng không có một ca nào, không có sự xáo trộn về siêu thị. Mà trong cái đó hàng ngày có hàng 4.000 container cảng suốt đi lại qua đường 5 và qua các biển khác. Thì đấy là cái vai trò của hệ thống chính trị cực kỳ tốt. Và tôi đánh giá rất cao hệ thống chính trị chúng ta có một cái gọi là chính quyền địa phương. Thưa chị. Rất là cảm ơn em. Câu chuyện của em thì khiến như chị lại nhớ đến là hôm qua hình như là vào lúc 0 giờ là Hạ Lôi đã dỡ bỏ cách giãn cách rồi đấy. Và bao nhiêu nghìn đấy nhỉ? Hạ Lôi là 27, em không nhầm là 27. 27.000. 27.000 người nhỉ? 10 à, quên. Hạ Lôi 22.700 hộ dân, gồm hơn 11 gần 11.000 người. 11.000 người. Đấy. Thì là chúng ta cũng chúc mừng họ đã được an toàn, không có thêm một cái người nào ở trong cộng đồng. Và hôm nay thì Hạ Lôi lại chở hoa xuống chợ rồi. Vâng. Và chúng ta lại có hoa. Vâng. Và một điều mà chị cảm thấy rất là cảm động trong suốt những cái ngày gọi là một biến cố lớn đối với dân tộc đấy. Nhưng mà giá cả thì không có cái gì biến động cả. Tất cả nó chỉ những cái lúc ban đầu mà chị cũng nghi là cái lúc đấy hình như là cũng có một cái bàn tay nào đó. Thậm chí có những cái ảnh giống như là người ta cổ động ấy, đi mua hàng cái trồng cao này, mì sợi. Vâng. À mì tôm. Vâng. Để về như kiểu như là sẽ ăn mì tôm này kia đấy. Dạ. Nhưng mà ngay sau đó, ngay lập tức thì những cái thông tin của truyền thông chính thống. Vâng. Qua VTV hay là như chị cái điện thoại nhỏ đấy thôi thì thường xuyên trên Zalo. Vâng. Rồi là các cái tin nhắn của các cái cơ quan rồi các. Vâng. Các chính kính thưa các loại đấy, gửi đến để động viên mình là yên tâm. Và quả thật thì siêu thị không bao giờ hết hàng. Vâng. Chợ cũng thế đúng không nhỉ? Không. Đấy thì cái đó cũng là một cái mà mình rất là thích. Nhân cái chuyện em nói về đồng bào thì chị có một cái ý như thế này. Nếu mà nói là ở nước Mỹ họ không có tổ quốc, chị cho rằng cũng không hẳn. Vâng. Bởi vì ví dụ như có những người nước ngoài mà ở Việt Nam lâu, giả sử như là người Hoa chẳng hạn. Đúng rồi. Thì họ đã trở thành là dân tộc Hoa. Đúng rồi. Là một dân tộc thiểu số của nước Việt Nam mình. Họ cũng coi Việt Nam mình như là tổ quốc. Vâng. Và nhân đây thì tôi cũng xin phép được chia sẻ một cái mẩu chuyện rất là ngắn mà nó gây một cái xúc động, một cái ấn tượng rất lớn trong tôi. Nhân dịp chị đi Mỹ thì trong lúc mà đang ở sân bay, từ chị không nhớ sân bay nào nữa. Vâng. Di chuyển trong nước Mỹ từ nơi này đến nơi khác thì đi bằng máy bay, thì có một người phụ nữ nghe mình trao đổi với chồng bằng tiếng Việt thì mới chạy ra. Bà ấy đi phía sau, nhưng bà ấy đi vượt lên xong hỏi: "Em ơi, em người Việt Nam à?" Thì mình nghe thấy tiếng Việt bảo: "Vâng ạ." Thì mình nhìn thấy kiểu mặt người phụ nữ này họ có một cái gì đấy chấn động, rất là: "Em từ Việt Nam sang à? Em ở đâu?" Bảo: "Vâng, em từ Hà Nội sang." Bà ấy đứng ngẩn ra, xong bảo: "Chị ơi, chị cũng người Việt Nam à?" Thì bà mới nói là: "Chị là người Hoa." "Chị là người Hoa." Vâng. Bảo: "Chị sang đây lâu chưa?" Thì bà ấy nói là bà ấy sang năm, không biết năm bao nhiêu nhỉ, chị quên rồi, chắc tám mấy chứ ạ? Không, năm bảy mấy ấy. À, hình như năm 78. Dạ. Nhưng chị mới bảo là: "Ủa sao chị người Hoa mà chị lại nói tiếng Việt?" Mình tưởng là Việt Kiều ấy. Vâng. Em bảo: "Sao chị người Hoa chị lại nói tiếng Việt?" Vâng. Thế bà ấy bảo là: "Chị sinh ra ở Việt Nam, chị là người Hoa nhưng chị không biết tiếng Hoa. Ồ. Và chị là người Việt gốc Hoa." Đúng. Thế lúc đấy thì mình có nói với bà, với bác ấy là: "Thế là bây giờ chị lại thành người Việt gốc Mỹ, à bây giờ chị lại thành người Mỹ gốc Hoa." Đúng rồi, kiểu như vậy. Chị ấy cười, nhưng mà cái khuôn mặt cười của chị ấy khiến cho mình nó thành một cái ấn tượng rất là, mình cảm thấy hình như mình có một cái lúc đấy, ngay cái lúc đấy mình cảm thấy như mình trùng xuống. Và cả cái ngày hôm đấy thì hầu như là mình cứ bị ám ảnh một cái người phụ nữ trông cũng trông lam lũ ấy. Vâng. Trông mình có cảm giác như là một cái người dân lao động. Vâng. Cách đây chục năm ở Việt Nam. Vâng. Đấy thì xong hỏi: "Thế chị ở bên này thì sinh sống có tốt không?" Bảo: "Cũng cực lắm em ạ." Vâng. Tức là không biết tiếng Hoa và cũng không biết tiếng Mỹ. Vâng.
Giống hệt chị thôi, giống hệt chị, nói tiếng Việt y như chị. Vì sinh ra và lớn lên ở Việt Nam mà. Thì đó là một cái câu chuyện mà chị muốn nói lại về cái tổ quốc. Và trên thế giới thì đấy, có những con người như vậy đấy. Bởi vì những cái biến cố chính trị, nó khiến cho những cá nhân bị cuốn theo. Và mình có cảm giác như là trong lòng mình ấy, có cảm giác thấy rất là rất khó tả. Và đến bây giờ chị cũng vẫn cứ nhớ về cái người phụ nữ đấy. Và khi mà lúc đấy thì cái dòng người của mình nó đẩy lên này, thì mình phải chạy theo. Thì em chào chị xong đi thì có cảm giác như là chị nhìn theo. Và mình rất là khó tả được cái cảm giác của mình lúc đấy. Sau này thì mình cũng rất là tiếc là mình đã không hỏi tên của chị. Mặc dù hỏi cũng không để làm gì. Và hỏi thêm một chút, ví dụ như là trước đây ở Việt Nam thì chị ở đâu. Đấy thì cũng là một cái chia sẻ như vậy. Và về tổ quốc, để nói như em vừa nói là họ không có tổ quốc, chị cho rằng là có. Chỉ cần là người ta chắc chắn điều đó với mình. Ví dụ như là những người như chị vừa nói, người Hoa sinh sống lâu ở Việt Nam, họ coi Việt Nam là tổ quốc. Đúng là như vậy, thưa quý vị. Tôi muốn nói ở đây, hôm nay tôi cũng đã nói rồi, là những người đã từng sống, sinh ra và sống ở Việt Nam. Chứ còn những người sinh ra ở Mỹ thì đương nhiên họ là người Mỹ gốc Việt. Họ không có tình cảm nhiều, họ không có tình cảm nhiều với Việt Nam đâu, trừ khi những gia đình họ gọi là giáo dục theo cái kiểu Việt Nam thì họ có một chút tình cảm, họ phải về quê thì mình về Việt Nam thì mới có tình cảm. Còn đại đa số những người đã từng sống ở Việt Nam và sinh ra Việt Nam thì rất là khó có thể quên được cái tổ quốc gốc của mình ở đây, gọi là cố quốc ấy, hay là cố hương đấy. Thì nó rất là hay. Ngày xưa thì Hán Việt có cái câu hay lắm, đó là cố hương là cái nơi mà cũ của mình đó. Còn cố quốc thì sẽ dành cho những người, ví dụ như là các anh chị đang ở nước ngoài thì nhìn về cố quốc là như cái chị mà tàu thì người Trung Quốc đấy, thì có thể gọi là Trung Quốc là cố quốc. Nhưng mà chị cũng không sinh ra ở Trung Quốc, không có tình cảm với Trung Quốc được. Thì những cái thế hệ F2, F3, F4 của mình ở Mỹ á, họ sinh ra, họ lớn lên trong cái môi trường Hoa Kỳ á, thì họ là người Mỹ hoàn toàn. Họ là người Mỹ hoàn toàn, họ người Mỹ. Cho nên là họ sẽ khác với những người mà đã từng ở đây. Tóm lại là những người đã từng gắn bó với Việt Nam thì họ luôn coi Việt Nam là tổ quốc. Chắc chắn là như vậy, theo em là như vậy, thưa chị. Nhưng mà người Việt Nam ta nó có cái câu là gọi là cái gì nhỉ? Cóc chết 3 năm quay đầu về núi ấy. Thường là như vậy. Dòng họ Lý của chúng ta ở bên Hàn Quốc mấy trăm năm thôi, họ vẫn về đây, họ nhận gốc gác của họ. Là ngay bây giờ ở Trung Quốc, ở Quảng Tây của chúng ta 300 năm rồi, những người Kinh của chúng ta từ Đồ Sơn đến tỉnh Quảng Tây Trung Quốc có 20.000 người đang ở đấy, vẫn nói tiếng Việt, vẫn sinh hoạt thuyền chài y hệt như những người Hải Phòng, Đồ Sơn, vẫn nói y như vậy. Nhưng họ vẫn hướng về cái đất nước trong 300 năm rồi nhé, mà họ vẫn giữ gìn cái ngôi làng văn hóa đấy, là ngôi làng Việt Nam, gọi là dân tộc Kinh sống trên đất nước Trung Quốc. Họ vẫn tôn trọng thiểu số của Trung Quốc. Đúng rồi, vẫn bình thường. Và họ vẫn nhớ về nước Việt Nam, vẫn nhớ về cái nơi nguồn của họ, đó là Đồ Sơn, Hải Phòng. Nhân nói đến Việt Nam với Trung Quốc thì chị thấy có một cái điều rất là khác biệt của Việt Kiều và Hoa Kiều. Em có thấy không? Có, rất là khác, rất là khác. Em là người cũng học tiếng Trung Quốc nhưng mà ít thấy người Trung Quốc nói xấu tổ quốc họ, nói xấu chính phủ họ, gần như là em chưa thấy nghe. Thì có thể là mình không được đi nhiều nhưng mà gần như không thấy. Nhưng mà người Việt ở hải ngoại á, nói xấu về đất nước, về tổ quốc mình thì nhiều. Cũng bởi vì có thể là do cái cá nhân của họ, do cái gọi là cái chủ nghĩa cá nhân nó lớn, người ta không bỏ qua được quá khứ và người ta cứ giữ lại cái quá khứ để người ta làm cái vốn sống, hay là có thể gọi là ăn mày dĩ vãng. Thì nó theo em thì nó không tốt, thật sự nó không tốt. Nhiều người cứ bảo sao họ về, họ ở đây họ nói tốt mà về bên kia họ cứ nói xấu, hoặc là sao người Việt Nam mà cứ đi nói xấu ở trong nước để làm gì. Thì tôi giải thích một chút như này. Thứ nhất là họ xác định họ chết ở bên xứ người, họ cũng chẳng có nhà cửa con cái ở Việt Nam, thì cái việc họ nói cho nó sướng cái miệng của họ, đây là nói một bộ phận, một số người đấy, họ nói cho sướng cái miệng của họ để họ trả thù cái cá nhân của họ ở trong người nhá. Thì họ cứ nói thôi, họ chả ảnh hưởng gì cả, bởi vì họ nói tiếng Việt thì người Mỹ họ cũng chả hiểu và nó cũng chả vi phạm pháp luật gì cả. Cho nên họ cứ nói, và họ được cảm thấy như được là
và họ nói rằng là tôi phải vượt biên sang bên Hoa Kỳ để tôi đi tìm tự do, để tôi được nói những điều đó. Thì bây giờ đấy là nhu cầu của họ mà. Thế giờ họ nhà không có này, anh em họ hàng không ở Việt Nam này, xác định chết ở Mỹ này. Thì nhất là những người trên 70 tuổi thì họ xác định là họ chết ở đây thôi, họ cứ nói thôi, họ càng nói xấu được bao nhiêu, thậm chí xuyên tạc cũng được. Nó chả quan trọng gì đối với họ cả. Nhưng mà nó khiến cho người trong nước, những người trong nước nghe và cứ có những câu hỏi tại sao. Thì tôi muốn giải thích cho quý vị là như vậy. Nếu họ có gia đình ở Việt Nam, nếu họ có tài sản ở Việt Nam, nếu họ còn những cái chôn rau cắt rốn của họ ở đây, thì họ sẽ không làm như vậy, thưa chị. Cũng có thể là như thế. Cũng có thể là như thế. Nhưng mà chị thì thấy là như này. Hình như những người mà muốn nói xấu về Việt Nam thì họ không nhiều lắm, nhưng họ lại nói rất là nhiều. Còn những người mà nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho Việt Nam thì họ ít xuất hiện trên mạng xã hội. Họ cũng ít nói về mình, họ cũng không muốn nói về mình. Thì cái đó, những người đó mới là lại là số đông. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thường là kiều bào chúng ta đến thời điểm này em cũng khẳng định là khoảng 98% là chủ yếu là hướng về quê hương đất nước và nhìn có một cái nhìn rất tích cực. Thực ra để có cái nhìn đấy nó phụ thuộc hoàn toàn là những người dân trong nước, phụ thuộc hoàn toàn vào đường lối lãnh đạo của nhà nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam đang dìu dắt cái con thuyền này. Nếu chúng ta cứ nghèo đói như những năm 89, 90 thì họ không nhìn về Việt Nam như vậy đâu. Tôi dám đảm bảo với quý vị là như